chỉ còn cách trận đấu Hà Nội Hoàng Gia Lai khoảng 20 phút thôi, nhưng mà bây giờ vẫn còn rất đông khán giả ở bên ngoài sân hàng đấy, và họ đang tiếp tục đổ vào bên trong sân để xem. Phải nói hôm nay một ngày vất vả với lực lượng kiểm tra an ninh, nhưng lại là một ngày tuyệt vời bội thu cho những người bán hàng nước, bởi vì nhiều khán giả lắm. Mỗi chai nước là 10.000, lạnh bán veo veo trong ít phút. Chai nước là phải đổ ra túi ni lông mới được mang vào nha, không được mang chai vào. Vẫn đông khán giả ở ngoài lắm, họ vẫn đang chưa vào hết sân đâu, nhưng ở bên trong thì cũng thấy là kín rồi, bên ngoài vẫn còn rất đông. Một tín hiệu rất vui, phải nói là trên thế giới thời điểm này thì các giải châu Âu vẫn chưa trở lại, khoảng một tuần nữa giải Ngoại hạng Anh mới trở lại cơ. Các giải Ý cũng thế, Tây Ban Nha cũng thế, khi mà ở đấy họ vẫn đang còn dịch. Còn ở Việt Nam thì nước đầu tiên ở Đông Nam Á mở khán giả vào sân xem các trận bóng, và đó là tín hiệu tích cực, tín hiệu mừng, rất mừng. Dừng khán giả vào mất, nhưng mà họ là vẫn còn vé trên sân, cho nên là cũng là một cái rất là khó xử cho lực lượng an ninh nha. Khán giả Tây đến xem trận này cũng rất đông, tôi nhận thấy là rất đông khán giả Tây đến xem trận đấu này.